Bạc tin đồn bị gạt khỏi U23 châu Á. Sau khi có mặt tại Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cho các học trò nghỉ ngơi, thả lỏng trong khách sạn Paeva Luxury Residence. Chiều nay, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam di chuyển đến sân tập của câu lạc bộ tài chính hải quan đang thi đấu ở giải Thai League II chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Bahrain vào chiều mai, 3 trên 1. Cũng giống như ở quê nhà, các phóng viên chỉ được phép ghi hình. Quan sát buổi tập 20 phút trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo đóng cửa cho U23 Việt Nam tập kín. Theo quan sát, dù ngay đầu giờ chiều thông tin U23 Việt Nam có danh sách sơ bộ và không có tên mình, nhưng Đình Trọng vẫn vui vẻ trên sân tập cùng các đồng đội, trong khi đó Nhâm Mạnh Dũng tỏ ra trầm hơn. Tuy nhiên, thông tin từ U23 Việt Nam cho hay, đây chỉ là danh sách mà huấn luyện viên Park Hang Seo tạm gửi đến AFC, bởi trước trận gặp U23 UAE, 10 trên 1, một ngày, huấn luyện viên Park Hang Seo mới quyết định 23 cầu thủ của U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, vì lẽ đó đình trọng và nhâm mạnh dũng còn nguyên cơ hội đảo ngược thế cờ vào phút chót